nhà, hôm nay em quay video test giao ạ. Đây là công đoạn cuối cùng test giao để gửi ra cho khách. Cây giao dài thôi. Em test em sẽ kéo từ dưới lên trên đó anh chị. Cây nào không bén thì sẽ mang đi mài lại. Cây này đoạn giữa nó không được bén lắm. Cây này đoạn mũi nó bị trơn ấy. Trơn nó không có độ bám. Tô su. Mài lên khá là bén nha anh chị. Đây cầm cắt tay. Lưỡi da bản chặt. Trong video là em đều bán hết rồi ha. Cái này là test để gói hàng cho khách thôi ạ. Còn mấy cây còn thì em còn chụp hình và đăng trên Zalo chứ trang Facebook tên hàng nhập nội địa Kim Loan. Cây này mũi nó cũng bị hơi trơn. Các lỗi khi mài dao là thứ nhất là mình mài mà nó không được bén nó sẽ bị trơn. Thứ hai là mài mà nó có cái vết bị nó hơi bị sực á thì sẽ phải mài lại. Thứ ba là mài không đều, bén không đều. Cây tô su khá bén. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu mà anh chị đặt mua dao thì liên hệ em số điện thoại 0967778967, Zalo số này và số trang Facebook cũng như YouTube là Hàng Nhật Nội Địa Kim Loan ha. Xin chào anh chị ạ.